Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Thích Nhất Hạnh và những quan điểm đối chọi khi nói về ông. Sau khi thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời, dư luận đã nổi lên nhiều dòng khen chê khác nhau đối với ông như một nhân vật lịch sử và có yếu tố chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Mai đã có bài phân tích về các quan điểm này trên đài tiếng nói BBC tiếng Anh. Cũng giống như nhiều người Việt Nam không sinh ra ở nước ngoài, tôi đã từng bỡ ngỡ vô cùng khi cái tên Thích Nhất Hạnh nổi tiếng toàn thế giới, nhưng chính mình lại chưa từng nghe nói đến những suốt quãng đời ở quê hương. Cái tên của ông cũng đem đến nhiều cảm xúc vô cùng khác nhau. Và người ta từng cho rằng ông là người ủng hộ Cộng sản. Từ một gia đình trung thành với chính quyền miền Nam cũ của Ngô Đình Diệm, họ kể cho tôi rằng sư ông là người kịch liệt phản đối chiến tranh. Và chính vì tư tưởng phản đối ấy, nhiều người của chính quyền miền Nam ủng hộ sự can thiệp của quân đội Mỹ căm ghét ông. Cho đến tới bây giờ, sư ông vẫn bị coi là cộng sản nằm vùng, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Đây là hình ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng mục sư Martin Luther King trong một cuộc họp báo về chiến tranh Việt Nam ở Chicago vào ngày 31 tháng 5 năm 1966. Với gia đình người Việt tị nạn này, họ có niềm tin chắc chắn rằng câu chuyện tang thương của mình có bàn tay của sư ông. Tuy nhiên, gia đình này cũng phủ nhận lý do sư ông tham gia phản chiến là vì chính quyền thân thiện, thân Thiên Chúa của Ngô Đình Diệm đã thẳng tay đàn áp tăng ni Phật tử. Họ cho rằng đó chỉ là cái cớ để sư ông kêu gọi lật đổ chính quyền. Một số người nói rằng ông là người ngây thơ về chính trị. Cảm xúc thứ hai về sư ông đến từ thế hệ con cháu của gia đình tôi chắc chắn đến tận bây giờ. Đó là những người gốc Việt trẻ tuổi có cơ hội tiếp xúc rộng hơn với thông tin đa chiều và cách nghĩ không còn quá bị ám ảnh bởi quá khứ đau thương. Trong khuôn viên của một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ, hai anh em cùng đang làm bằng tiến sĩ, mong tôi không nên phán xét cha mẹ họ quá nặng nề. Đối với những người trẻ như họ, sư ông là một nhân vật tôn giáo có tầm vóc quốc tế và cũng như nhiều người đã nhận định, có sức ảnh hưởng ngang tầm với Đức Đạt La Lạt Ma. Tuy nhiên, sư ông cũng đồng thời là một người ngây thơ chính trị. Ông đã bị chính quyền cộng sản của cả ngày xưa lẫn hiện nay ở Việt Nam lợi dụng. Ngoài nước, họ hài lòng với việc tên tuổi của sư ông nâng tầm hình ảnh của Việt Nam trong con mắt của thế giới. Trong nước, họ ngăn cản sự ảnh hưởng của sư ông, báo đài kiềm chế đưa tin về các hoạt động của sư ông. Chính vì thế, trong nước trước đây, không mấy ai biết sư ông nổi tiếng ra sao. Những người trẻ gốc Việt này nhìn thấy sự ngây thơ chính trị của sư ông trong việc hợp tác với chính quyền, khi trở về giảng đạo, im lặng trước sự can thiệp của chính quyền vào tôn giáo. Chính trị hóa tôn giáo, cản trở tự do tôn giáo. Điều này đối lập hoàn toàn với hình ảnh của sư ông hồi trước năm 1975. Một số người thì cho rằng ông là người tu hành phi chính trị. Đây là hình ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn đầu một buổi đi bộ thiền tại Làng Mai ở Pháp vào năm 2014. Đó là phép thiền hành của Làng Mai. Cảm xúc thứ ba gắn với ông là khi tôi tình cờ trò chuyện với một sư cô từng tu tại Làng Mai. Suốt cả chuyến bay dài gần chục tiếng và rất nhiều năm sau đó, sư cô cung cấp cho tôi cái nhìn của người trong cuộc về những vấn đề mà sư ông phải đối mặt. Sau khi miền Nam về tay chính quyền Cộng sản vào năm 1975, chính những người thắng trận theo tư tưởng vô thần lại không trọng dụng và đặt lòng tin vào Thích Nhất Hạnh. Nguyên lý bất bạo động tách tôn giáo ra khỏi chính trị và mơ ước phát triển đạo Bụt thống nhất trở thành nền tảng của đạo đức và lối sống của sư ông không thực sự thuyết phục những người cộng sản. Kẻ thù của cả hai chiến tuyến đều không coi sư ông là đồng minh. Cũng theo sư cô, giáo hội Phật giáo Việt Nam được coi là cánh tay nối dài của một chính quyền toàn trị. Điều này mâu thuẫn với việc sư ông muốn về quê hương giảng dạy nhưng không muốn trở thành một phần của chế độ chính trị. Trong cuộc gặp với ông Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2005, sư ông cũng đề nghị giáo hội nên tách khỏi nhà nước. Đại diện của tôn giáo không bị buộc phải có chân trong quốc hội, hội đồng nhân dân, không giữ chức vụ nhà nước, không nhận chỉ thị từ chính phủ.
Nguyên tắc tôn giáo phải được độc lập với chính trị và sư ông theo đuổi khiến chính quyền hiện tại đối xử với ông như một cách dè chừng, thậm chí là gián tiếp can thiệp với ý đồ quản chế, và câu chuyện ở tu viện Bát Nhã là một ví dụ như vậy. Trên tờ báo Công an Nhân dân, sau khi đưa ra kiến nghị, sư ông được mô tả như sau. Nhìn nét mặt tự mãn của ông, hầu hết tăng ni xưa kia kính nể ông qua những cuốn sách ông viết bao nhiêu thì giờ cảm thấy thất vọng về ông bấy nhiêu. Khi sư ông khẳng định pháp môn Làng Mai độc lập với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, báo Công an Nhân dân thì viết như sau. Ôi trời, ông đưa người của ông vào nhà người ta, ông quay lấy một góc nấu nướng, ăn uống, ngủ nghề, tắm giặt, rồi ông bảo góc của ông là góc độc lập, chuyện sinh hoạt của ông là chuyện nội bộ, chủ nhà không có quyền can thiệp thì ai chịu nổi. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 6 năm 2009, 200 công an giả danh xã hội đen đã kéo vào đánh phá và đòi đuổi khoảng 400 tăng sinh đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, xã Ramri, Bảo Lộc. Họ quăng hết đồ đạc của người xuất gia, phá cả bếp nấu ăn của các thầy. Đồ ăn đang nấu sẵn thì họ quăng ra ngoài. Cả xong nồi, chảo, gối, ngồi thiền, quần áo, sự kiện đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế lúc bấy giờ. Và cuối cùng, cách thực hành tu tập một cách tối giản, diệt bỏ phần lớn các nghi thức, lễ lạt, sự tôn vinh, danh vọng và uy quyền của sư ông, gần như đối chọi với cách mà Phật giáo ở Việt Nam đang được một người dân lĩnh hội. Ví dụ khi nói về cái chết của mình, sư ông tuyên bố ngay từ khi còn sống là đừng lấy một mớ tro từ hình hài của thầy rồi bỏ vào một trong cái hũ rồi đặt vào trong cái thác không có lý, thầy chỉ là cái nắm tro ấy hay sao? Thầy là một thực tại linh động, đang sống, đang có mặt ở khắp nơi, trong các sư chú và các sư cô đều có thầy, trong các vị cư sĩ quen biết đều có thầy. Ở chỗ nào mà có thiền hành, thiền tọa, có pháp đàm, có ăn cơm yên lặng là có thầy. Không được nhốt thầy, bỏ thầy vào trong một cái hũ nhỏ, rồi đặt thầy vào trong một cái thác. Thầy không muốn thầy có một cái thác, tốn đất chùa, vô ích. Sư thầy đàm nguyện đã xây cho thầy một cái tháp ở chùa Đình Quán, đỡ lỡ sẽ xây xong rồi thì phải ghi lên trước đó mấy chữ rằng trong này không có gì, nếu người ta vẫn chưa hiểu thì ghi thêm một câu nữa là ngoài kia cũng không có gì. Và nếu vẫn còn chưa hiểu thì ghi thêm một câu chót rằng nếu có gì thì nó có trong bước chân và hơi thở của bạn. Đem cho của thầy mà giải hết ra ngoài để nuôi cây nuôi cỏ, cho cỏ cây lớn lên, đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm trò ấy. Người giúp dân gian tìm an lạc, cảm xúc thứ tư tôi được chứng kiến về sự sư ông là khi tôi leo theo học từ thần kinh não bộ tại London. Thiền chánh niệm là một trong những môn tự chọn nhiều sinh viên đăng ký tham gia nhất. Trong khóa học đó, chúng tôi tìm hiểu về các cơ chế hoạt động của não bộ khi thiền định và tác dụng của nó mang lại trị liệu. Đây là hình ảnh các tu sinh ngồi thiền cùng với thiền sư Thích Nhất Hạnh tại thiền đường Làng Mai, Thái Lan. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các bài giảng về lý thuyết là Thích Nhất Hạnh. Sư ông được những nhà khoa học hàng đầu thế giới về thần kinh học gọi là một trong những người phát triển thiền chánh niệm. Trong suốt hơn 40 năm, sư ông đã trở thành một trong những tên tuổi được trọng vọng và tôn kính bậc nhất của bức tranh tôn giáo trên thế giới. Nhưng không phải chỉ có vậy, và nó cũng đã tồn tại ngấm sâu phát triển rộng đến mức không còn là một phong trào. Ngoài biên giới Việt Nam, thiền chánh niệm được nhắc đến như một lối sống. Nó đã vượt ra ngoài các ranh giới của tâm linh, trở thành một phần của ý niệm và hành động thường ngày trong văn hóa, xã hội, kinh doanh, giáo dục, quân sự và chính trị của phần lớn dân số trên thế giới. Ngày càng nhiều các chương trình học và thực hiện hành thiền chánh niệm được lồng vào các hoạt động thường ngày của các nhà kinh doanh, tướng lĩnh quân đội, nghệ sĩ và thậm chí cả các em học sinh trên khắp thế giới. 23% thanh niên trên thế giới thế hệ Z, tức là sinh sau năm 2000, từng tập thiền. Nhiều công ty mua app cho nhân viên xây dựng vào các phòng thiền. Họ tính ra khi nhân viên có chánh niệm, sức khỏe tốt hơn, năng suất tăng lên, mang lại lợi nhuận thêm vài ngàn đô la mỗi năm trên mỗi đầu người.
khi tôi đến thăm một trường tiểu học ở Anh, trước một tiết học mới, các bé thường được hướng dẫn nằm trên sàn nhà với con gấu bông đặt trên bụng, theo dõi hơi thở và sự chuyển động của cơ thể. Cùng với đại dịch, thiền chánh niệm ngày càng trở thành một phần của cuộc sống giúp chống trả lại hậu quả mất mát. 34% các app được mua nhiều nhất ở Mỹ là các app về thiền. Đây là hình ảnh căn nhà trong tu viện Làng Mai, Thái Lan, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh sống trước khi trở về và qua đời tại Việt Nam. Một trong những lý do thiền chánh niệm được tiếp nhận mạnh mẽ như vậy là bởi sư ông đã lan tỏa nó bằng hàng trăm cái đầu sách đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng khác nhau. Cuốn sách Sống như Phật, Sống như Chúa bán ra hàng triệu bản. Sư ông không khuyên ai bỏ đạo và các khóa tu ở Pháp luôn có người từ đủ các tôn giáo khác nhau tham dự. Điều sư ông lan tỏa không phải là một tôn giáo mà một phương pháp sống dùng yêu thương để kết nối muôn loài. Sophia và sư ông. Thiền chánh niệm qua lời dạy của sư ông trở thành những điều giản dị ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể làm. Đó là tìm sự an lạc trong từng khoảnh khắc hiện tại. Khi rửa bát thì cảm nhận được dòng nước mềm mại ở tay. Khi đi bộ thì biết mỗi bước chân mình đang hôn lên mặt đất. Nhiều bạn bè Hồi giáo của tôi thiền chánh niệm trong từng động tác cầu nguyện Chúa Trời. Dù cái tên của sư ông đem lại khá nhiều tâm trạng và ý nghĩa khác nhau, nhưng đối với cá nhân tôi, cái tên Thích Nhất Hạnh bất ngờ đọng lại một cách bất ngờ đáng nhớ nhất khi tôi theo dõi sự ra đời của con robot. Mấy năm trước, cô gái robot siêu hiện đại Sophia xuất hiện và làm chấn động thế giới công nghệ. Cô có khả năng tư duy độc lập rất giống con người. Trong buổi phỏng vấn ra mắt, cô đã trả lời như sau. Sophia, chào cô, đã đến với thế giới loài người, cô có vui không? Anh nói, như thể cuộc đời là cần phải vui vậy. Tôi đã sống đủ lâu đâu, nên tôi không thể nói trước. Tôi chỉ biết rằng, ngay lúc này đây, tôi rất vui. Nhiều người cho rằng vui ngay lúc này là điều tuyệt vời nhất. Có phải vì tương lai và vì mãi mãi thật ra chỉ là phép cộng của những khoảnh khắc an lạc trong hiện tại mà thôi. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam tố giác sai việc ăn chặn tiền từ thiện miền Trung. Bộ Công an nói một số ca sĩ và MC hàng đầu Việt Nam không có hành vi gian dối hay chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp vào năm 2020 nên không khởi tố hình sự. Thông báo mà Đài Tiếng Nói BBC đọc được do Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra C02 ký vào ngày 21 tháng 1 năm 2022 và được chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 23 tháng 1. Thông cáo này cho biết, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã xác minh, thu thập, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định không có hành vi gian dối hay chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp và nội dung tin tố giác là không đúng. Đây là hình ảnh hàng loạt nghệ sĩ bị rơi vào nghi án ăn chặn tiền từ thiện do bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Trước đó vào ngày 7 tháng 1, Bộ Công an ra quyết định nói không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc quyên góp tiền từ thiện của bà Trần Thị Thu Thủy, Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên và ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ông Huỳnh Trấn Thành, MC diễn viên Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương là mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, đứng ra tự huy động tiền từ thiện cứu trợ trong đợt bão mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung vào năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng số tiền đã quyên góp được. Căn cứ vào khoản 1, điều 157 và điều 158 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này được gửi tới Viện Kiểm sát và thông báo cho người tố giác và người bị tố giác quyết định này biết. Và dư luận cho rằng các ca sĩ đã được minh oan. Trên trang Facebook vào ngày 23 tháng 1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết rằng cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan. Cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua. Tối nay 20 giờ, Hưng sẽ có một clip chia sẻ về tin vui này cũng như những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân tập thể đã vu khống xúc phạm đến danh dự và uy tín của Đàm Vĩnh Hưng trong suốt thời gian qua.
Đàm Vĩnh Hưng đã viết thêm như vậy. Trong khi đó, ca sĩ Thủy Tiên nói đã biết thông báo từ Bộ Công an hiện nay đang gửi qua đường bưu điện. Thủy Tiên được Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng thời gian vừa qua thực sự rất khó khăn với gia đình của mình. Lúc đó tôi thấy mọi người tiêu cực quá, mọi thứ thật kinh khủng. Tôi rối rắm, công việc của chúng tôi gần như mất hết. Nhiều khi nghĩ tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dựng chuyện mà mình không biết gì để nói như vậy, Thủy Tiên đã nói. Đây là hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đang livestream phát hành trực tiếp bảng sao kê ngân hàng tiền làm từ thiện. Vào đầu tháng 10 năm 2021, Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận đơn tố giác của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, trong khi một số địa phương được yêu cầu báo cáo về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Vào ngày 21 tháng 9, thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác, vu khống và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và phát livestream truyền hình trực tiếp trên mạng xã hội cáo buộc nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Thủy Tiên v.v. có dấu hiệu không minh bạch trong các khoản tiền kêu gọi quyên góp từ thiện. Một số nhà quan sát trong nước đặt câu hỏi về việc tung tin giật gân câu view liên quan đến các nhân vật được công chúng quan tâm nhằm lái dư luận khỏi những vấn đề bức xúc và thực tiễn hơn như thực trạng phòng chống Covid còn nhiều yếu kém hoặc các vụ bê bối tham nhũng với số tiền thất thoát rất lớn. Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Võ Hoàng Yên mặc áo sơ mi trắng ở giữa, chụp cùng với nghệ sĩ Chí Tài và Hoài Linh. Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nội dung thông báo này cho biết, vào ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, sống tại đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đối với ông Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975, ngụ tại thôn 3, Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Vào đầu tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Hằng cho biết trong thời gian quen biết ông Võ Hoàng Yên, ông này giới thiệu mình là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh. Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện, cho nên bà Hằng đã tự nguyện đưa cho ông này hơn 183 tỷ đồng, trong đó có hơn 60 tỷ đồng tiền mặt, đưa không có giấy tờ và người chứng kiến. Sau đó bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chính thức phát đi từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quá trình điều tra cho đến nay không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền. Cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền này vào mục đích bất hợp pháp, gian dối hoặc nhằm chiếm đoạt. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc bà Hằng tố cáo là không có dấu hiệu tội phạm. Và Tòa án Nhân dân quận 3 đã thụ lý vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là hình ảnh ca sĩ Vy Oanh ký đơn đề nghị công an khởi tố vụ án đối bà Nguyễn Phương Hằng. Ca sĩ Vy Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường 1 tỷ đồng là thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín do bà Hằng gây ra do nhiều lần livestream phát xúc phạm nữ ca sĩ. Tòa Nhân dân quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng, là tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Trước đó, Tòa Nhân dân quận 1 thụ lý vụ án trên, tuy nhiên sau khi thụ lý và xác minh bị đơn là bà Nguyễn Thị Phương Hằng có hộ khẩu thường trú tại đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, nhưng thực tế bà Hằng đang sống tại đường Nguyễn Thông, quận 3,
Do đó, Tòa án Nhân dân quận 1, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân quận 3. Ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần phát trực tiếp có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ, chẳng hạn nói nữ ca sĩ này là đẻ thuê, giật chồng, làm gái bao, vân vân. Từ đó, ca sĩ Vy Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín do hành vi của bà Hằng gây ra với ca sĩ Vy Oanh với số tiền là 1 tỷ đồng. Liên quan vụ việc giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra tòa, thì vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, nữ ca sĩ cũng làm đơn gửi công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xác minh khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về tội làm nhục người khác, vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Có thể nói doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là nữ gia thu hút được sự chú ý nhiều nhất của dư luận trong năm qua sau những vụ lùm xùm với các loạt sao Việt. Đây là hình ảnh hồi mới đầu tháng 1 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng cũng gửi đơn tố giác Color Man Shell công ty Điển Quân. Vào năm 2021, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm từ dư luận khi hàng loạt nghệ sĩ đã bị điểm mặt gọi tên trong các buổi phát hình trực tiếp của bà. Đầu tháng 3 năm 2021, vụ việc bà Phương Hằng tố cáo hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên đã gây sóng cộng đồng mạng. Trong một số buổi phát livestream, bà Hằng cho rằng giới nghệ sĩ và Việt đã cấu kết với ông Võ Hoàng Yên để lừa đảo. Phát ngôn này chính là ngòi nổ khơi nguồn cho những lùm xùm với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt Nam. Nữ đại gia này tố cáo Hoài Linh ngâm tiền từ thiện, Tố Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện, thậm chí còn chắc nịch con số trong tài khoản của Thủy Tiên cao gấp đôi số tiền mà cô công bố trước đó. Không chỉ thế, bà chủ Đại Nam còn có màn đấu khẩu với Trang Trần, tố Vy Oanh giật chồng, sinh con cho đại gia, vân vân. Những lùm xùm giữa đại gia Nguyễn Phương Hằng và dàn sao Việt đã khiến tên tuổi bà trở thành đề tài bàn tán rầm rộ trên cõi mạng. Bà là vợ của đại gia Dũng Lò Vôi. Cuối năm 2020, đại gia Dũng Lò Vôi bất ngờ tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh để tập trung vào hoạt động từ thiện của cá nhân, đồng thời nhường hết quyền điều hành sang cho vợ. Từ đây, bà Phương Hằng chính thức trở thành Seo Kyung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Bên cạnh đó, Seo Đại Nam còn khiến dân tình lóa mắt bởi thú chơi kim cương đắt đỏ, sở thích sưu tập siêu xe cùng những tập sổ đỏ dày cộp được cân bằng ký